nghiệp ngành sư phạm sử tại trường Đại học An Giang, anh Bùi Văn Út, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, về công tác tại trường Trung học cơ sở Phú Bình. Sau 10 năm công tác, do đam mê nuôi lươn nên anh quyết định từ bỏ ngành sư phạm để tập trung phát triển kinh tế với nghề nuôi lươn sinh sản. Hiện nay, mô hình bước đầu đem lại hiệu quả khả quan. Qua tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, những hộ nuôi lớn ở các tỉnh Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức và bản thân tự nghiên cứu thêm. Từ năm 2015, anh Bùi Văn Út bắt đầu tập tành nuôi lươn với số lượng ít từ 2 đến 3 bể nuôi. Năm 2017, anh nghiên cứu và làm thêm 2 đến 3 bể nữa. Và 2 năm trở lại đây, thấy mô hình có hiệu quả, nên anh Út quyết định mở rộng mô hình và nâng số bể nuôi lươn lên 28 bể. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 300 triệu đồng. Mỗi bể nuôi được xây dựng với diện tích 20 m², dưới đáy lót đất và thả dao động từ 20 đến 25 kg, khoảng 150 đến 200 cặp lươn bố mẹ. Sau thời gian thả nuôi, khoảng 20 đến 25 ngày, lươn bắt đầu sinh sản. Nếu thời tiết nắng thì 12 ngày, lươn bắt đầu sinh sản. Với 28 bể nuôi, hiện lươn sinh sản 50.000 đến 60.000 con. Lươn thì nó không có thuốc đặc trị, mình chỉ là phòng bệnh thôi. Mà cái lươn mà nó bệnh đó, là xuất phát từ lươn bố mẹ. Trước khi mà cho sinh sản thì phải tìm nguồn lươn bố mẹ chất lượng. Mình mua đừng mua đại trà, nhưng mà nó đang ủ bệnh rồi thì đẻ con ra rất là khó dưỡng. Còn nếu mà tìm nguồn lươn bố mẹ, cộng với kiến thức mình có kiến thức phòng bệnh, với lại mình chuẩn bị là cho ăn sạch, cho ăn vừa đủ và nước sạch nữa thì con lươn vẫn sống khỏe bình thường và mình có số lượng đáng gờm để mình bán ra thị trường. Hiện nay trên địa bàn huyện có ít hộ nuôi lươn sinh sản, nhưng có nhiều hộ ở nhiều xã nuôi thương phẩm nên con lươn giống rất hút hàng, không đủ để cung cấp. Do kỹ thuật chăm sóc lươn con rất khó và tỷ lệ hao hụt rất cao nên giá bán ra thị trường cũng khá cao, tùy theo cỡ size, có giá dao động từ 4.000 đến 6.000 đồng một con. Size 500 có giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một con, size 1.000 thì dao động từ 4.500 đến 5.000 đồng một con. Thì nói chung là còn con lươn này nếu mà làm hiệu quả thì nói câu thì nó lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình đánh đổi như mình cầm 100 triệu, mình đầu tư cho con lươn. Nếu mà hiệu quả thì có thể là nó thu lợi gấp 6, gấp 7 lần. Nó sẽ thu lợi cao hơn là những người nuôi thương phẩm. Thì ví dụ như bây giờ ở trong cái chỗ nhà của anh chị trong này đi, thì tầm là 30.000 con giống. Mà hiện nay cho 5 bể sinh sản, ví dụ như nó là 4.000 thôi. Thì 30.000 con giống là 120 triệu, mà nó còn đang sinh sản đó. Thì giờ lấy cắt ngang 120 triệu đi. 120 triệu thì bây giờ là làm mới có 3-4 tháng, trừ chi phí các cái ra cũng còn là lợi nhuận từ 80 triệu. Nếu mà làm đạt bán một cử thôi là lấy vốn rồi. Tất cả bán lần thứ 2 đến 3, bán lần thứ 6, thứ 7 thì đó là những cái đó là cái nguồn lợi nhuận mình đó. Hiện nay tại xã Quà Lạc, mô hình nuôi lươn không bùn đang phát triển mạnh. Vì vậy, nguồn lươn giống đang khan hiếm. Từ sự đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi kỹ thuật và nắm bắt được nhu cầu, một số hộ đầu tư để cho sinh sản lươn giống bước đầu đã mang lại hiệu quả, giúp tăng thêm thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Anh Bùi Văn Út ở xã Quà Lạc là người đã áp dụng kỹ thuật thành công mô hình nuôi lươn sinh sản. Mô hình nuôi lươn của anh Bùi Văn Út thì cũng đang phát triển. Sắp tới thì ở xã cũng sẽ nhân rộng ra để cho lan tỏa và nhân rộng để nông dân được tiếp cận. Mô hình nuôi lươn sinh sản bán con giống vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa giúp cho người nuôi lươn thương phẩm trên địa bàn có được nguồn con giống chất lượng. Đây là một mô hình hiệu quả, có cơ sở để địa phương vận động nông dân để nhân rộng trong thời gian tới.